Đi ăn mà không ăn tiền. Nên đi. Hay nhỉ. Ai đòi đi rồi, ai đòi đi em anh. Bỏ rồi giờ mình đi ăn mình lên chỗ. Thôi đi về đó mọi người. Thôi đi về đó mọi người. Mình đã quay trở lại với channel của mình và mình là KVN đây. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với quay vlog anh em. Ok anh em, để được gửi cái tô này nhé. Hồi nãy mình mới ăn xong và mình cần một cái gì đó nó gọi là cho vào bụng rồi xong mình mới đi được, hiểu không? Nên cái chuyến hành trình này mình đi chắc tầm 45 phút lận nên là cũng khá là lâu, nên là mình cần ăn một cái gì đó trước khi đi, anh hiểu không? Đó. Thì ok, vì nếu anh thấy video này thì cho mình một like, đăng ký, đừng quên là ấn cái chuông kế phần đăng ký và chọn tất cả không lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube mình. Và anh em nào mà muốn mình quay thêm nhiều vlog thì đừng quên là hashtag #envlog cho anh em. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lên Camping House để quay video unbox bánh trung thu cùng với lại B-team nha anh em. Ok, sẵn thì chúng ta sẽ lên gặp lại chị em miền Tây luôn em. Ok, let's go. Yo. Mà thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình let's go lên Camping House thôi. Anh em thấy chứ, anh em đừng có tìm nhà tôi nha mấy ba. Tìm nhà tôi là tôi sẽ đây nha. Ok, let's go. A few moments later. Ôi, đây là quả tóc quả chi đến từ vị trí kia đi. Quả bỏ bộ lúa. Bộ lúa này nó hơi xù. Bộ lúa này nó hơi xù ba. Ôi, lúc đầu tóc của mình là tóc đầu cắt mỏ, vai đầu cắt mỏ ba mà là cái bảy ba như vậy nó đẹp trai rồi. Đẹp rồi đi mà. Bây giờ đang có mặt tại Gaming House. Cái gì mà? Vlog à, bữa nay vlog à. Đúng rồi, đang làm vlog mà bạn. À, đây là vlog. Không biết luôn hả? Ừ, gây gây chỉnh tóc đẹp trai, chỉnh tóc đẹp trai. Nãy quên nói đúng không, chỉnh tóc này. Mình với mấy bạn là hôm nay mình với Khang rủ nhau bị bệnh. Ờ, đúng rồi. Okay. Bệnh thêm bạn. Xong rồi hồi nữa hai đứa bị bệnh nặng lắm. Ờ, đúng rồi. Hả, bệnh thêm bạn. À, đây là nó bu. Nó bệnh mình cũng bệnh, chị mình cũng bệnh. Nè, anh em coi không, mình quay cái đầu anh em chứ. Không thấy nâu luôn. Coi này chị Tim Minh. Hello chị Tim Minh. Sao mọi người? Chị Tim Minh đây, đứt video. Ôi, chăm chỉ với chị. Chăm chỉ với chị. Ôi, không, nhưng mà nếu em không đi học thì em cũng chăm với chị ấy. Ok chị, em sẽ tự lên. Ôi, đây là món quà đến từ Nam Bi đây mà. Thì quà chị Leo Khang, trà sữa chị đâu em. Quà chị Leo Khang, trà sữa chị đâu em. À, xíu đi mua nha chị. Không, em xíu đi mua đi. À, xíu em chở chị đi mua. Đây là tâm trạng của mấy đứa muốn giảm cân nha mấy bạn. Mấy đứa giảm cân. Muốn giảm cân mà kêu đi mua trà sữa cho uống ba. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vãi chưa. Hay quá. Thì hôm nay tụi mình lên đây để quay một cái vlog unbox bánh trung thu đến từ Nemo. Ôi, đẹp luôn đi. Quá được của nó. Được, nhưng mà đưa cái mặt kia vô là không được nha. Đây, còn đây là cái đèn đâu rồi. Nãy tụi mình đã quay xong cái video unbox rồi. Ôi, nó còn quay nè ba. Oh my god. Wow. Đúng không, nó quay nè. Lại cho mình review bị bẫy trong người nha. Khang khang, quên review điện thoại mọi người coi. Đây. Đây là chiếc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại iPhone iPhone X của kia rồi. Đây anh em. Nó rớt mày ơi. Nó rớt mày ơi. Từ từ. Đây nha, đây anh em nhìn nè.
À, đằng trước không vỡ. Không, không. À, đằng trước có vỡ nha. Đằng trước bảy nát bấy cái này đi. Sao mà điện thoại sèn. Không, hôm qua đang nói điện thoại đó, điện thoại nó là cái bóp rồi. Phó Lý. Đèn lắm kìa. Ôi, ở đây thì mình có thấy một vàng gói của Hero Team. Ủa, bạn nào muốn nhớ comment nha, tụi mình sẽ gửi qua. Thì anh em muốn thì mình sẽ gửi nha anh em. Đừng quên là comment bên dưới là hashtag Hero Team, hashtag PT nha. Gì cơ? Bruh. Gói tàu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn, ăn gì chị? Không biết nữa. Okay. Giờ xuống cũng cay đúng không? Cay ơi, bạn có trong phòng không? Đang mở cửa phòng đi. Bạn ngủ hả? Bạn muốn ăn gì không? Tụi mình đi nha. Bye bye. Okay, let's go. Go. Đi thôi. Chắc phải có chỗ ghi chứ. Nên vô nó ghi điện, đồng hồ nó ghi điện. Quay này được rồi chị. Quay, nó nhìn đỉnh vậy. Từ 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 từ. Ok, giờ mình đi ăn thôi anh em. Quay, hello chị Mập. Ôi, hình như là mình full đen rồi. À không, có cái quần nó không đen thôi. Để làm kia đi. Ủa kia đi, sao mặc áo màu hồng? Mặc áo màu xanh. Ở nhà đó nữa, mặc hai đó nữa, làm vlog 24 giờ này. Ok, thì nếu đi trên đoạn đường này thì mình cần chị Timmy phụ trợ cameraman. Chị Timmy. Chị Timmy, chị có muốn phụ trợ cameraman không? Ok. Ok chị, cảm ơn chị rất nhiều. Ok, giờ đi thôi anh em. Go. Đi thôi nè chị. Mình sẽ cầm cam cho Khang nha mọi người. Đây. Let's go. Điện thoại dởm. Đừng có quay ra phía sau nhìn đường. Bây giờ mày muốn gì? Đây mình cho bạn coi là cây đi chở mập rồi mọi người. Đấy, người ta yêu nhau là như thế. Ai nhớ được. Đây. Thôi được, bó tay rồi. Giữ đồ không? Bèo này nè. Ghê lên đúng không? Bèo đường này. Bèo phải. Bèo phải đường này. Em ngồi trước mũi sau. Rồi rồi rồi. Nó tao nghe mà tao tức á. À hình như chị đi lộn đường rồi em ơi. À hình như chị đi lộn đường rồi em ơi. Phải cờ. Từ đó chị nhớ lại đó, bình tĩnh. À, đúng rồi, đúng rồi. Rồ ra những cái lúc mà chị không phòng bị vậy Khang. Hello. Hello, quen không? Gáo ơi chị. Bây giờ chị đang cầm máy quay cái nó hai ai biết gì đâu. Thẳng lên
có mệt bàn tay. Cháo đậu xanh. Anh kiếm chỗ để gần gần khu này được rồi. Đây đây chị dắt cái xe đạp cho. Mình sẽ xử cái xe đạp mọi người. Lúc này nè chị, lúc xe đạp đây. Đây. Đây là chị Timmy đang cướp xe đạp. Chị Timmy cướp xe đạp kìa. Chết rồi, chị Timmy bị thổi rồi. Ok, đi vô. Thằng nào hối càng vậy? Cầm đi chị. Mở cốp bỏ nó em. Con chó không có gì chiếc xe đạp với chị đúng không? Mẹ mình làm cái đây và mình đến đón tàu Big Team. Giờ bọn mình vô nha, bọn mình sẽ kiếm coi có cái gì ăn không. Ok, chúng ta đã tới Eon. Mày này, hello. Vô thôi. Rồi. Ủa, gần Nào mất tích rồi em à. Nào nó bị mất tích rồi. Nào bị bắt cóc rồi. Nào bị bắt cóc rồi. Mọi người biết gì không? Tụi tôi đi ăn. Một người không đem tiền, một người không đem thẻ, còn người đem theo có cái xác đi theo thôi. Còn giờ tôi lấy gì? Tôi bán thân hả? Tôi bán thân tôi đi ăn hả? Ok. Đi ăn mà không đem tiền. Nên đi. Hay nhỉ? Ai? Ai đòi đi rồi? Ai đòi đi em ơi? Ủa rồi giờ mình đi ăn mình lên chủ. Thôi đi về đó mọi người. Thôi đi về đó mọi người. Đây này mà thì sao nãy giờ tụi tôi đi tìm thì cuối cùng là tôi quét KFC để ăn. Ủa hả, bởi vì chị Timmy không đem tiền. Mà không đem tiền. Không đem tiền, cây không đem tiền, mình không đem tiền nên vô ăn xong mình gửi chén. Ủa sao chỗ này nhỏ vậy? À, bên đây có chỗ ngồi nè. Uầy, đúng là cú lừa. Ok, vô bút món mọi người. Biết xếp hàng hả? Nói gì nè tiêu? Đi. Nói gì nói đi. Đừng có mua gà sốt xanh. Không có mua đâu. Thôi để mình nói cho, mình không có tiền mẹ ơi. Chị ăn truyền thống nha. Ừ. Chị ăn truyền thống á. Tại sao mọi người nói em? Tại vì em là người trả tiền. A few moments later. Đây mà sau khi ăn cá xê thì Timmy lại tiếp tục. Ê mày đừng có bắt cút vậy, chết tao. Chọn quyết định là đi ăn hủ tiếu để giảm cân. Chưa được ăn gì nha mọi người. Để giảm cân. Chưa được ăn gì hết. Tại nãy là chị Timmy. Chị mới, ôi lộn bậy, chị Tim chị mới ăn hai cái đùi gà thôi, cho nên là phải giờ phải ăn thêm một tô hủ tiếu để mà no hơn. Ghê, ghê. Không cái đèn em sẽ lóc anh nhìn. Nhưng mà không biết có YouTube có chức năng không nha. Mình là người khác nha, mình không phải Timmy nha. Yeah, đẹp đáng quyền. Nói cày đó nha. Buổi tối ở Elmont Bình Tân. Không biết là có ai ở Elmont Bình Tân không nhỉ? Anh em nào ở Elmont Bình Tân đừng quên là comment bên dưới nha anh em. Còn đây là trường hợp gì tôi cũng không biết luôn. Gì vậy Timmy? Làm gì vậy? Có làm gì đâu. Cái gì? Cái gì? Nó yêu nhau quá em, nó yêu nhau. À, mua kẹo không còn. What the hell? Sao lấy một trắng á? Ừ thì dạ. Em thích ăn nhưng ta chậm chậm thôi, bởi vì em còn mang nhau. Bên nào? Ờ, hủ tiếu này à? Em thích ăn ta chậm chậm thôi, bởi vì em còn đang giảm cân. Em thích anh rồi. Rồi anh thích em không? Em kết anh rồi. Anh thích em không? Em thích chăng rồi. Hello mọi người, anh không. Đứa nào là anh thích em? Ủa hay chỗ này đẹp vậy? Ủa nhìn cái này đẹp vậy? Wow. Không chết em rồi. Để mình với mấy con quê mùa mới lên Sài Gòn. Quê mùa mặc áo toàn là local trend. Không hiểu. Đây gọi là chị. Không hiểu luôn.
mọi người chạy điện thoại cho mình mọi người, nó giật đó. Khi đang giơ nách lên, nách kỳ hôi quá. Rồi giờ tụi mình đã có mặt tại quán hủ tiếu gì chị? Trả đó. Trả 1.000, nãy giờ tụi mình, nãy mình quẹt thẻ là mình trả hết cho nguyên team luôn á. Không giờ chị tụi mình trả mình 1.000. 6-8 ngàn nha mọi người, mình ăn có 6-8 ngàn thôi, mình trả 1.000 là còn 6-7 ngàn. Ok, mỗi hay. Năm mình trả 1.000. Một năm trả 1.000. Cái đầu sao 68 nè, 68 năm sau không biết em còn gọi đâu nữa. Mình cũng trả 1.000 rồi nha. Thế là mình đã có 2.000 rồi đi. À, có ai đưa em thêm 8.000 cho em đủ tiền với số luôn. Có khi em trúng luôn đó ba. Trúng cái là đang dẫn vô. Vô mua hết em anh luôn. Bởi vì điên rồi. Dữ. Ok, thì bây giờ đã ăn xong thì giờ tụi mình sẽ đi về game mình heo. Có chị. Đi chị. Rồi. Ôi, anh em tốt. Hello mọi người. Để chị còn đứng nghe luôn mọi người. À, Diệp ơi, từ từ ơi. À, quá là nó hốt hai chị em luôn, thấy mẹ. Xin được thấy cái điện thoại đi ra kia luôn. Thôi vô lẻ chứ không bị. Giờ đem trời mưa đây mà. Để túi dưới kia kìa chị. Đi xuống lậm bạ đúng các bạn ơi. À quanh đó. Quay mặt, quay mặt chị vô em, quay mặt chị vô. Hello mọi người, mình nãy giờ là mình bị khuất các bạn. Ủa này áo kia đi mà. Ừ, nó mưa bên trời ra cho nó mặc chứ. Ở đây có cái áo rồi. Áo không có nón. Dạ áo có nón gọn mẻo mèn. À thì hay nha. Thì mình cũng xin tự giới thiệu các bạn thì xe để ở đây là đều xe nhà mình. Thì nhà mình có ít chỗ để ở đây là mình phải mướn cái em bên Bình Tân mình phải để. Đây là xe mình thì cửa nhà mình khóa rồi mở không được. Mở ra được anh chết. Thì đây có tất cả các loại xe. Thì Mercedes, BMW với lại Ford có hết luôn. Có hết đây nè, mà Toyota có hết luôn. Nên là mọi người muốn lấy chiếc nào mọi người lấy đi. Nhưng mà chắc mọi người chưa biết chạy đâu nha. Em cũng chưa biết chạy. Em mà biết chạy em đi rồi. Ôi cái này là gì vậy? Cái gì đây có cái hầm nè. Wow. What the shit. Để túi dưới kia kìa má. À quên tới. Em về. Em trong đây.